Loài cá có thể chịu được nắng sa mạc trên 40 độ C, không cần ăn uống hay di chuyển. Khi tiếp xúc với nước thì nó sẽ tinh lại. Đó là loài cá phổi châu Phi. Tại sao nó có thể sống được sau khi rời khỏi nước? Vào mùa khô, nó đào hang và tiết chất nhầy qua miệng để làm cứng bùn, tạo thành một kén đất bao quanh nó, chỉ để phần miệng lộ ra ngoài lấy không khí rồi chui vào giấc ngủ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra loài cá phổi này đã hoàn toàn thích nghi với việc ngủ đông và thời gian ngủ lâu nhất lên đến 4 năm, duy trì không ăn, không uống, không di chuyển và tiêu hao năng lượng cực kỳ thấp. Người dân châu Phi thường đào đất sét để xây nhà và những con cá phổi nằm trong này sẽ bị đóng vào tường, nhưng ngay cả khi phải chịu cái nắng gay gắt thì nó vẫn sống mạnh mẽ. Vào mùa mưa, những con cá phổi sẽ chui khỏi tường đất để thoát ra. Tuy nhiên sau quá trình tiến hóa, khả năng hô hấp qua mang dần mất đi nên nó thường xuyên ngồi lên mặt nước để hít thở, nếu không sẽ có nguy cơ bị chết đuối.